Xin chào các anh yêu thích phụ kiện đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc tẩu gỗ cực kỳ đẹp và cũng như là cực kỳ ấn tượng luôn các anh nhá. Mình có thể quan sát đúng không ạ? Rất là đẹp và cực kỳ là sang trọng và rất là đặc biệt luôn. Với mã hàng là TGH009, mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Với gam màu nâu đỏ rất ấn tượng và cũng như là cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu tẩu để giúp em các anh nha. Vân gỗ rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và đặc biệt là các cái vân gỗ này thì không chiếc nào giống chiếc nào. Nên là khi mà bên em giao hàng tới nơi, vân gỗ có khác hoặc là gam màu nó có đậm hơn hoặc nhạt hơn một chút thì các anh cũng thông cảm giúp em nha. Bởi vì là vân gỗ thì không chiếc nào giống chiếc nào rồi. Và khi mà vân gỗ nó không giống nhau như vậy thì các anh cũng không hề lo là bị đụng hàng các anh nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Gam màu nâu đỏ rất đẹp và cũng như là cực kỳ là sang luôn. Rất ấn tượng. Ambe Shop thì cam kết với các anh là tẩu gỗ này là tẩu gỗ thật các anh nha. Đây là gỗ thật đấy ạ, gỗ thật tự nhiên. Mẫu này thì được làm từ gỗ tuyết tùng các anh nha. Gỗ làm từ gỗ tuyết tùng tự nhiên. Rất chất lượng. Rất là chất lượng luôn. Các anh có thể quan sát kiểu dáng cổ điển được rất là nhiều anh yêu thích từ trước đến nay rồi. Kiểu dáng rất là đẹp. Mỗi lần về thì sẽ có một kiểu dáng nó hơi khác một chút. Thì các anh mà thích dáng nào thì các anh nhắc các bạn nhân viên bên em để các bạn có thể giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Điều đặc biệt ở mẫu này rất là ấn tượng đó chính là có đính đá các anh ạ. Đính đá rất là đẹp và cũng như là rất là ấn tượng luôn. Tạo một cái phong cách rất là mới cũng như là rất là riêng cho các quý ông thưởng thức tẩu gỗ. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp. Ở đây thì có viền vàng nữa, tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc tẩu của chúng ta các anh nhá. Đường hơi rất là chuẩn nên các anh mình hoàn toàn yên tâm. Rất là đẹp. Các anh có thể quan sát bõ tẩu giúp em. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Về phần cán tẩu các anh mình có thể quan sát đúng không ạ? Cán tẩu có một cái độ cong rất là vừa phải, không hề quá cong cũng như là không hề quá thẳng. Phần hút này là phần hút cán này là cán dẹt các anh nhá. Cán dẹt ạ. Mình có thể quan sát ở phần cán tẩu này thì các anh có thể quan sát là bên ngoài là một lớp keo trong. Ở bên trong thì được thiết kế như là một chiếc tháp rất ấn tượng đúng không ạ? Mẫu này được thiết kế cực kỳ ấn tượng và rất là độc đáo luôn. Một sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho những quý ông mà mình đam mê thưởng thức tẩu gỗ. Thưởng thức tẩu gỗ là cả một nghệ thuật nên là các anh cần chọn cho mình những chiếc tẩu tuyệt vời và đẹp như thế này đấy ạ. Ngoài ra thì mẫu này chúng ta còn được tặng kèm theo một túi nhung dây rút giúp các anh mình có thể mang theo khi đi di chuyển cũng như là bảo quản chiếc tẩu của chúng ta không hề lo bị va đập xước sát hay là gì đâu các anh nhá. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Một chiếc tẩu đẹp, sang và ấn tượng, độc lạ như thế này thì còn lý do gì mà mình không lựa chọn đúng không ạ? Anh nào mà mình kết mẫu tẩu TGH009 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em các anh nhá. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.